đến nay thì cũng là nỗ lực rất lớn và quyết tâm rất lớn của hội đồng quản trị và ban lãnh đạo công ty. Thì cũng thay mặt toàn thể cán bộ nhân viên trong công ty, tôi xin gửi lời cảm ơn và biết ơn sâu sắc tới ông Nguyễn Thanh Hùng, chủ tịch hội đồng quản trị công ty, và chúc ông và gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc và dẫn dắt CNC Hòa Bình thành công hơn nữa. Và đề nghị mọi người cho một tràng pháo tay. We'll be right back.
I'd rather be a lover than a fighter. Cause all my life I've been fighting. Never felt a feeling of comfort. All this time I've been out. And I never had someone to come home. Cổ phần môi trường công nghệ cao Hòa Bình. I found peace in your vibes. Can't show me there's no point in trying. I found peace in your vibes. Can't show me there's no point in trying. I found peace in your vibes. Can't show me there's no point in trying. I found peace in your vibes. And I've been silent for too long. Too much and I hate it. I'm so used to being in the wrong. I'm tired of caring. Love, it never gave me a home. So I sit here in the silence. I found peace in your vibes. Can't show me there's no point in trying. I found peace in your vibes. Can't show me there's no point in trying. I found peace in your vibes. Can't show me there's no point in trying. I found peace in your vibes. And I've been silent for too long.